lịch thi đấu và trực tiếp vòng 3 V-League 2023, nóng ở sân hàng đẩy, Thiên Trường. Vòng 3 V-League 2023 diễn ra các ngày 12, 13 và ngày 14 tháng 2 với nhiều cặp đấu ngang tài ngang sức, hứa hẹn hấp dẫn, đặc biệt hai trận cầu đinh trên sân hàng đẩy và Thiên Trường. Hôm nay ngày 12 tháng 2, diễn ra 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 3 V-League 2023 giữa Sông Lam Nghệ An với câu lạc bộ Hải Phòng, 18 giờ, sân Vinh, trực tiếp trên SPT Play, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Đà Nẵng, 18 giờ, sân Thanh Hóa, trực tiếp SPT Play, VTV5, câu lạc bộ Bình Định gặp câu lạc bộ Bình Dương, 18 giờ, sân Quy Nhơn, trực tiếp SPT Play, HTV Thể Thao. Cả 3 cặp đấu trên đều hứa hẹn gây cấn khi trình độ không quá chênh lệch. Sông Lam Nghệ An, 2 điểm, quyết đấu câu lạc bộ Hải Phòng, 4 điểm, để tìm kiếm chiến thắng đầu tay sau 2 trận toàn hòa, còn đội bóng đất cảng cũng muốn giành trọn 3 điểm để giữ vị thế trong top đầu. Câu lạc bộ Thanh Hóa, 4 điểm, ưu thế hơn Đà Nẵng, 1 điểm, dự báo chơi trên chân, nếu tận dụng tốt các cơ hội có được sẽ đạt mục tiêu chiến thắng. Câu lạc bộ Bình Định, 3 điểm, đang khác điểm gặp câu lạc bộ Bình Dương, 2 điểm, đang đi tìm thắng lợi đầu tiên sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa. Ngày 13 tháng 2 diễn ra 2 cặp đấu giữa câu lạc bộ Hà Tĩnh với câu lạc bộ Hà Nội, 18 giờ, sân Hà Tĩnh, trực tiếp FPT Play, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp câu lạc bộ Khánh Hòa, 19 giờ 15. Sân Thống Nhất, trực tiếp FPT Play, HTV Thể Thao. Câu lạc bộ Hà Tĩnh, 2 điểm, với điểm tựa sân nhà nỗ lực tạo bất ngờ nhà đương kim vô địch Hà Nội, 4 điểm. Ở trận còn lại, hai đội đang chia nhau vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2023 khi chưa có điểm nào là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa sẽ chiến đấu không khoan nhượng để có được điểm số đầu tiên. Ngày 14 tháng 2 diễn ra 2 cặp đấu được chờ đợi nhất vòng 3 V-League 2023 khi câu lạc bộ Nam Định chạm trán Hoàng Anh Gia Lai, 18 giờ, sân Thiên Trường, trực tiếp FPT Play, Công an Hà Nội chạm trán câu lạc bộ Viettel, 19 giờ 15, sân hàng đẩy, trực tiếp VTV5, FPT Play. Câu lạc bộ Nam Định đang tạo ấn tượng sau 2 trận toàn thắng với cùng tỷ số 1, không để dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 2 V-League 2023, trong khi đó câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, 2 điểm, cũng bất bại sau 2 trận hòa. Đội chủ sân Thiên Trường thay máu mạnh mẽ với nhiều gương mặt tài năng, trong đó có cựu sao Hoàng Anh Gia Lai là Hồng Duy. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai mất nhiều ngôi sao ở mùa giải mới nhưng huấn luyện viên Kiatisak vẫn xây dựng cho đội lối chơi khá ấn tượng. Ở trận còn lại, đội Công an Hà Nội sau trận thua 0-2 trước câu lạc bộ Hà Nội đang dồn quyết tâm đấu với câu lạc bộ Viettel vốn cũng đang khác điểm sau 2 trận ra quân bất phân thắng bại. Văn Hậu cùng dàn sao đội Công an Hà Nội sẽ thi đấu với tư cách chủ nhà sân hàng đẩy nhưng Hoàng Đức cùng câu lạc bộ Viettel sẵn sàng giải mã tân binh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.